Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 28 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân gây mưa những ngày qua tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ là nhiễu động trong đới gió đông trên cao đã có dấu hiệu suy yếu, nhưng mức độ suy yếu rất chậm. Nên hôm nay, dọc suốt các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, với ngưỡng nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều, dao động từ 27 cho đến 29 độ. Từ ngày mai, khi nhiễu động trong đới gió đông suy yếu thêm thì tại khu vực này chỉ còn có mưa nhỏ ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Mưa giảm nên nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 28 cho đến 31 độ. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay vẫn có thời tiết tốt, trời phổ biến ít mưa, ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là từ 30 cho đến 32 độ, còn Nam Bộ mức nhiệt phổ biến là 31 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm mai, rãnh mây dông gây mưa từ phía Nam có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Do vậy, tại khu vực này, mưa dông sẽ xảy ra nhiều hơn tại các tỉnh ven biển, sau đó sẽ lan rộng ra toàn khu vực. Trong đó, vùng trung tâm mưa sẽ tập trung tại các tỉnh như là Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông, Lâm Đồng và hầu khắp các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Tại những tỉnh tiếp giáp với biển, khả năng còn xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như là tố lốc và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân sống tại những khu vực này cần hết sức lưu ý. Do mưa tăng thì nhiệt độ cao nhất trong những ngày này tại khu vực sẽ có xu hướng giảm nhẹ. Quay trở ra Bắc Bộ, sáng nay mưa vẫn tiếp tục xuất hiện tại các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Tại Nam Định và Ninh Bình còn có mưa vừa đến mưa to và dông. Đến trưa chiều, trời phổ biến nhiều mây, xen kẽ với đó là những khoảng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ. Trong những ngày tới, khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông sẽ tiếp tục chi phối thời tiết ở miền Bắc. Do vậy, toàn khu vực trời phổ biến nhiều mây và có sương mù trong buổi sáng sớm. Mưa với lượng không nhiều sẽ vẫn chỉ tập trung tại khu vực vùng núi và đồng bằng Bắc Bộ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới phổ biến là nhiều mây, sáng có sương mù ở vài nơi, chiều tối và đêm ngày 29, ngày 30 sẽ có mưa rào nhẹ rải rác tại khu vực, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều, dao động từ 29 cho đến 31 độ. Trong những ngày tới, tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời chuyển nhiều mây, sáng có sương mù vài nơi, vùng núi và phía Nam đồng bằng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ, đến ngày 30 thì mức nhiệt từ 29 đến 31 độ. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, ngày mai phổ biến nhiều mây có mưa, nhiệt độ cao nhất dao động từ 27 cho đến 30 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì mưa giảm và thu hẹp về diện, tuy nhiên đêm và sáng khu vực vẫn có mưa nhỏ rải rác, với nhiệt độ cao nhất ngày 30 từ 28 đến 31 độ, đến ngày 31 thì mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong cả 3 ngày tới, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28 đến 31 độ, thấp nhất về đêm là từ 23 cho đến 25 độ. Trong những ngày tới, tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu tại phía nam của khu vực, với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 28 đến 31 độ, đến ngày 30 và ngày 31 tháng 10, mức nhiệt chỉ từ 27 cho đến 30 độ. Tại khu vực Nam Bộ, từ ngày 29 đến ngày 31, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có gió giật, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Thời tiết trong 3 ngày tới tại thủ đô Hà Nội phổ biến là nhiều mây, sáng có sương mù vài nơi, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới, trong khoảng từ 28 đến 31 độ, đến ngày 30 thì mức nhiệt là từ 29 cho đến 31 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông khoảng cấp 4, cấp 5. Riêng khu Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6 trong ngày 29 tháng 10. Vì vậy, các tàu thuyền nên hạn chế di chuyển vào vùng có gió mạnh. Tại khu vực giữa và phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, trong những ngày tới mưa dông sẽ tăng lên, đặc biệt là trong các ngày 29 và ngày 30 tháng 10. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong mưa dông. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.